Xin chào các bạn, tôi là Linh. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái hành trình tiến hóa cái giống loài của tôi các bạn ạ. Nào cả nhà yên lặng nào, bố đang giới thiệu với khán giả mà. Đây rồi, cái con gì nó trốn ở sau đá đây các bạn ạ. Tôi xem nào, tôi sẽ tấn công nó. Mình cắn mỗi lần mất một máu thôi các bạn ạ. Nhưng mà cũng rất may là cái con thì nó cắn mình lại không ra nhiều máu. Chết này. Đây rồi. Sau khi mà đã tiêu diệt được cái loài này thì tôi cũng có thể tiến hóa được một chút rồi các bạn ạ. Đấy, tranh thủ mình sẽ ăn thịt nó luôn để hồi phục lại cái phần máu đã mất. Đấy, tôi đang trên đường trở về tổ để là tiến hóa cái giống loài của mình. Cái gia đình tôi thì nó có cái tiếng nói chung. Đấy, rồi để xem nó sẽ tiến hóa như thế nào nào. Đấy, có cái điệu nhảy tình yêu à? Không biết cái này là cái điệu nhảy gì nữa. Cái gì đấy? Ôi rồi ôi, hóa ra tôi là cái giống cái các bạn ạ. Trời ơi, tôi đi đẻ trứng à. Thế mà tôi cứ nghĩ tôi là con đực cơ. Đây, sau khi tiến hóa thì tôi nghĩ là nên phát triển cái đôi tay để cho nó dần hình thành những cái loài trí tuệ hơn. Nhưng mà nhìn này nó hơi tù. Được rồi, để tôi thay đổi lại cái dáng người của cái giống loài này xem là nó như nào. Đây, chúng ta sẽ phát triển cái phần xương sống một chút. Đặt lại mắt đi. Mắt như thế này nhìn nó khác gì con ốc sên không? Khả năng là mình sẽ phải rời cái đôi tay này xuống một chút. À, vẫn gắn được gai này. Nhưng mà đây, rời cái đôi tay xuống. Xong mình sẽ để cái mắt lên. Trông ra dáng cái loài động vật ăn thịt trên đất liền một chút chứ. Đấy, trông cái này nó phải đỡ hơn không? Cũng không còn đủ tiền để nâng cấp cái gì nữa rồi. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ chuyển sang cái hình ảnh bên ngoài đi. Đây, bây giờ lên đất liền thì mình nên chọn cái màu là nó hòa nhập với lại môi trường xung quanh để gọi là ngụy trang tốt hơn. Cái hình thái này là tuyệt vời rồi đấy. Đây, quả trứng nở này chính là tôi các bạn ạ. À, nãy mình quên mất là bỏ cái đuôi đi nhỉ. Cái gì đây, sao lại có cái tảng thịt của ông nào săn mồi để đây. Thôi rồi, mình sẽ xơi luôn. Đấy, nhẹ nhàng đớp từng miếng một. À, cái giống loài nào đây. Nào bạn ơi, đừng có bỏ chạy. Về chúng ta cùng nói chuyện nào. Nào tâm sự tí có gì đâu. Mặc dù là bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau. Tôi quán thịt tâm mà bạn phải sợ nhỉ. A few moments later. Thịt cũng ngon đấy chứ. Sau một cái thời gian ngắn thì tôi lại quyết định tiến hóa cái giống loài của mình các bạn ạ. Để xem là lần này chúng ta sẽ phát triển những cái gì nhiều. Có nghĩa là chúng ta sẽ thay một cái bộ nhá để cho nó cắn cho nó nhiều sát thương hơn. Tại vì đánh nhau thì nó mất thời gian quá. Đấy, nhìn cái mồm nó phải chiến. Nhưng mà đôi mắt này nhìn nó không ổn. Khả năng là phải thay cái loại mắt khác. Đây rồi. Dùng cái loại mắt này nhìn nó có vẻ chiến hẳn. Xem nào. Đây, chúng ta sẽ thêm ít gai lên người. Thêm gai này cho nó là bảo vệ. Bây giờ cái hình hài của tôi nhìn nó có vẻ là chiến hơn rồi. Mà tôi bây giờ còn có khả năng hát nữa các bạn ạ. Đấy, tôi đang chinh phục cái người bạn này bằng những cái câu hát của mình. Chỉ cần đồng âm điệu thôi thì tôi sẽ chinh phục được. Mà sẽ không cần phải dùng đến cái sức mạnh của bộ hàm của mình. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Tôi đang thi tài ca hát. Ui, tôi không ngờ luôn là tôi có thể hát để khiến những cái con vật khác nó cũng gọi là trở thành đồng minh của mình. Cái con gì đây? Tự dưng nó lại giơ nanh vuốt về phía tôi. Không biết là cái giống loài gì các bạn ạ.
Đấy, nó còn đuổi tôi này. À, cái loài này chiến đấy nhỉ? Nó đánh tôi à? Mày đánh à? Mày đánh tao à? Cả nhà tôi ra đánh nó luôn. Tuy là tao yếu nhưng mà anh em tao đông. Sau đấy tôi lại gặp cái giống loài khác các bạn ạ. Cái loài này thì trông nó bốn chân mà nhìn cũng khá là chiến. Nên là tôi nghĩ là không nên đánh nhau với cái bọn này vội. Thôi thì cứ bỏ qua cái đã. Đấy, ngay trên này lại có một cái giống loài gì đây. Mấy cái loài này cũng khá là to nhá. Đấy, bây giờ thì tôi lại tiếp tục đi thi tài ca hát với những cái bạn khác ở quanh nhà của tôi. Mấy bạn này rất là trông rất là hiền lành thôi. Đấy, nhưng mà không biết là lần này có hát được hay không đây. Cái bạn này hát nhiều bài quá, tôi chả hát theo kịp được ấy. Khả năng là khá là khó rồi các bạn ạ. Nào, cố lên. Ôi, không được, không được. Cái bạn này hát cái bài gì khó quá. Đấy, tôi sẽ thử bắt cặp với những cái bạn khác xem. Trong cái giống loài này xem là mình có thể gọi là chinh phục bằng cái giọng hát của tôi không. Đấy rồi. Cái bạn này hát rất là đơn giản luôn. Như thế có phải là hay không? Tôi sẽ thử từng bạn một để xem là được bao nhiêu bạn. À, lại cái giống loài gì đây. Cái con này trông khá là chiến các bạn ạ. Sau khi mà thử hát mà không được thì tôi đã phải dùng vũ lực. Tôi phải cắn xé nó bằng cái bộ nhá mới của mình. Nhưng mà không sao, tôi vẫn giành chiến thắng thôi. Đấy, tranh thủ ăn thịt để gọi là hồi phục lại cái thể lực sau một cái trận chiến dài căng thẳng. Tôi cũng phải ăn thêm mấy con nữa cơ để phát triển được cái loài của mình. Gì đây? À, thì ra là cái bộ não của tôi nó lại phát triển lên một cái tầm cao mới rồi các bạn ạ. Khả năng là dần dần thì phát triển cái trí tuệ để trở thành cái loài mạnh nhất trong cái hành tinh này. Rồi tôi sẽ trở về cái tổ của mình đã. Tôi sẽ phải tiến hóa cái gì đây? Cặp mắt này thì sẽ giúp cho tôi quan sát được tốt hơn. Thay luôn cả cái bộ bộ hàm cho nó chiến các bạn ạ. Đấy, nhìn nó có da dáng cũng khủng long nó phết đấy. Thêm mấy cái gai trên lưng cho nó bảo hộ. Con nào mà có cắn mình thì ít ra nó cũng bị gai chọc. Đây, thay cái đôi chân này vào. Đấy, đuổi cho nó nhanh. Đấy, đôi chân nhìn rất là to luôn. À, nó có cả cái sừng này. Sừng này nó kiểu như sừng con kỳ lân đấy nhở. Để nhá thì trông hơi buồn cười. Khả năng là sẽ lắp lên đỉnh đầu đi. Đấy, trông cho nó chiến. Thay đổi bề ngoài một chút. Bây giờ thì mình nhìn cũng có vẻ là hầm hố rồi. Chơi cái màu nào cho nó rực lửa một tí. Đây, các bạn nhìn cái màu nó có phải là cháy không? Quá là cháy. Cái giống loài của tôi bây giờ nhìn nó rất là chiến rồi các bạn ạ. Bây giờ khả năng là không phải sợ bố con thằng nào hết. Đấy, tôi lại được nở sinh ra một cái lần nữa. Và mỗi lần tái sinh thì tôi đều mạnh hơn. Tôi là Linh. Hẹn gặp các bạn trong các phần tiếp theo của Spore.